Như vậy thì đối với lại cái bài này chúng ta sẽ chia như thế nào? Rồi thầy sẽ kéo lớn luôn cái vùng này. Như vậy thì chỗ này trước tiên là mình sẽ chia nguyên cái khung này là một gì? À, nguyên cái khung này là một round. Rồi bên trong này mình sẽ chia cái column này. Đây là một column. Đây là một column nữa. Như vậy bên này mình chia cái column này là mấy? 4 à. À, COL SM 4. Tương tự như vậy thì bên kia là, rồi mất luôn. Này dễ thùng được. Rồi, nguyên cái này mình sẽ cho nó là một round. Cái này cũng là column. Cái này là một column. COL SM 4. Cái này COL SM 8. Rồi bên trong này mình sẽ chia cái gì nữa? Bên trong này các bạn có thể chia chia ở đây thành một một round. Đó, ở đây thành một round. Cái này lại là một round. Cái này là một round, cái lớn này là một round. Rồi bên trong này mình sẽ chia cái này thành một column. Cái này thành một column. Column mấy? À, hai cái này. Hôm trước mình có nói là gì? À, cái column này nè. 6 nè. Cái này cũng 6 nè. Cái này là COLSM 6. Hai cái này đều 6 cả. À, cái trong Bootstrap của mình á, thì khi mà bạn tạo một round, bạn new một round ở bất kỳ đâu, thì cái round mà bạn new đó nó luôn luôn là 12 cột. Ví dụ cái round này là round lớn từ đây đến đây, nó cũng 12 cột. Mà chỗ này cái round nhỏ từ đây đến đây, nó cũng 12 cột, chứ không phải là nguyên cái màn hình 12 cột nhé. Cứ bạn new một row thì trong đó nó có 12 cột. Như vậy chỗ này mình đang chia một cái row nhỏ chỗ này, thì bên này là 6. Đoạn này là 6, đoạn này là 6. Rồi, như vậy thì cái đoạn này nè, mình sẽ dùng cái gì để mình hiển thị bốn cái đối tượng này? Dùng list nha. List. Và mỗi cái item này thì trong này nó có hai phần. Một phần là đưa cái hình vô, một phần là cái text ở phía sau. Với một cái list item thì nó có hai phần. Nếu muốn thì bên trong mình chia một cái row nhỏ. Và bên đó là mình chia hai cái column. Đó, mình cứ chia nhỏ lần lần ra, mình sẽ quản trị được nó. Còn nếu mà các bạn copy ở đâu, thầy muốn các bạn thay đổi thì các bạn phải thay đổi được. Được chưa? Cho nên mình nên control, tự tự mình control lấy cái phần mà chia đó. Được chưa nào? Chỗ này mỗi cái này nè, mỗi cái này là các bạn có một cái list item. Nguyên cả cái đối tượng đó là list rồi, nhưng mà riêng cái vùng này nè là một cái list item. Như vậy trong này mình có bốn cái item. Được chưa? Trong này có bốn cái item. Và mỗi item thì có thể các bạn sẽ chia ra thành một round và hai cái column. Đó. Đối với lại một cái item mà mình đang có ở đây. Đây, một cái item nè.
một cái item. Thì thay vì là mình chỉ có chữ thôi, mình sẽ đưa cái hình vô, mình đưa chữ vô, một cái paragraph vô bên trong đó. Đó. Tại vì ở đây mình có thể là khi mà bạn chạy cái chương trình lên đó, là mình có thể rê con cỏ ở đây nè, nó sẽ cho mình màu di chuyển theo. Mình click chuột cái này là nó đưa ra cái tin lớn chẳng hạn. Thì sau này mình sẽ vui CS, mình sẽ làm thêm cái phần hành động đó. Giống như là mình đang xem cái trang web của VN Express gì đó. Nó có những cái tin nhỏ 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 nhỏ, mình click chuột cái nó ra cái tin lớn mình đọc.